Xin chào toàn thể các anh em quý vị các bác đang theo dõi kênh của hàng chúng em các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đắk Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và sau đó thì cửa hàng chúng em có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Hôm nay thì chúng em lại tiếp tục giới thiệu cho các bác một lô máy cưa xích. Hôm nay thì cửa hàng chúng em thì thay đổi một tí xíu nhá, không lên hệ Estin nữa mà hôm nay thay vào đó thì cửa hàng chúng em có mấy cây cưa xích hút mana. Đấy, đây là làm một cái lô luôn để giới thiệu cho các bác, để các bác theo dõi kênh của cửa hàng chúng em thì có theo dõi video này, có ưng ý con nào thì có thể lựa chọn cho dễ dàng nhất các bác nhé. Thì thời gian vừa rồi thì cửa hàng chúng em lên toàn một con một à, đôi khi các bác thì nó khó lựa chọn đấy à. Thì hôm nay thì cửa hàng chúng em có một lô 4 cây này đây, toàn là hệ hút mana luôn các bác nhé. Đó, đầy đủ các công suất luôn cho các bác. Cửa hàng chúng em xin giới thiệu hôm nay gồm có là một Estin hút mana 141 này, con này là công suất 40,2cc các bác nhé. Một con hút mana 333, con này thì công suất này 35,2cc các bác nhé. Và một con hút mana 136, công suất của con này là 36cc. Và một con tiếp tục là một con hút mana 36 nữa các bác nhé. Đó, con này công suất của nó là cũng là 36cc. Hai con 36cc, một con 35,2cc và một con là 40,2cc các bác nhé. Hôm nay thì cửa hàng chúng em có đánh dấu ký tự theo lô T các bác nhé. T1, T2, T3, T4 đó. Đánh dấu ký tự từng con một. Các bác nào mà theo dõi video này rồi, ưng ý con nào thì chỉ cần nhấc máy lên và liên hệ qua cho em. Các bác chỉ cần đọc cái mã thôi, cái mã em đánh dấu là cửa hàng chúng em biết ngay con gì các bác nhé. Đấy, và cửa hàng chúng em thì có báo giá trên này rồi. Đây, có báo giá hết rồi các bác nhé, từng con một. Và giá này là đã hoàn toàn miễn phí ship cho các bác rồi, hoàn toàn miễn phí ship cho các bác rồi. Và tặng kèm cho các bác là phụ kiện là gồm một tít màu buji này, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Và giá đã hoàn toàn miễn phí ship các bác nhé, nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Hôm nay lô cửa hàng chúng em thì con nào cũng cực đẹp luôn, xuất sắc luôn các bác nhé. 10 con đẹp như cả 10. Đấy, làm đĩa của nó từng con một này, siêu VIP luôn các bác nhá. Đó, quá là chất lượng luôn. Bởi hu này là toàn là hu lựa thôi các bác, chính tay cửa hàng chúng em xuống tận kho lựa từng cây một về cho các bác, nên là các bác hoàn toàn yên tâm về độ máy móc này, nguyên zin nguyên bản, bao cho các bác cam kết nguyên zin, máy móc chính hãng, hàng chuẩn bãi nhập từ Nhật về, không qua tay Việt Nam sử dụng các bác nhá. Đấy, hai con này là sản xuất tại Mỹ này các bác, hai con này là sản xuất tại Mỹ các bác nhá, và hai con kia sản xuất tại Thụy Điển. Đấy, và nhập về tiêu thụ sử dụng tại Nhật Bản, nên là các bác hoàn toàn yên tâm, chưa có hề một chủ nào ở Việt Nam sử dụng cả, nên là các bác không phải lan tan gì cả. Rồi, cửa hàng chúng em xin phép đặt máy quay xuống cũng như là để test nổ, giới thiệu từng con một để cho các bác nhìn cho nó rõ nhất các bác nhé. Dạ vâng, đầu tiên là cây cưa hút mana 141 các bác nhé. Con này thì cửa hàng chúng em đánh dấu là T1, giá của con này là 3.200.000 các bác nhé. Đây, tất cả tem mác thông số kỹ thuật của nó đây, 40,2cc các bác nhé. Cân nặng đầu máy không là 4,6kg. Còn mấy thông số bên dưới thì cửa hàng chúng em cũng không có rành nữa. Đó, đấy là đầu máy không là 4,6kg. Còn nếu mà cả 5 xích vào nữa thì nó tầm 5kg, trên 5kg một tí xíu các bác nhá. Đấy, con này thì cửa hàng chúng em vừa rồi thì có về được 2 con, nên là đã dọn rửa bám mất một con rồi. Còn một con nữa thì hôm nay dọn rửa nốt, cũng như là quay giới thiệu cho các bác. Máy móc cực kỳ VIP và xuất sắc luôn. Các bác nhìn qua cây ốc của nó này, thấy có vàng ươm không ạ? Tình trạng như thiếu thùng các bác nhá, đẹp 90%. Cây làm quá VIP các bác nhá, quá xuất sắc luôn các bác. Con này thì cửa hàng chúng em bán với giá là 3.200.000 các bác nhá. Máy móc tình trạng nguyên zin, tem mác chuẩn chỉ, hàng siêu VIP, ốc ác thì còn vàng ươm luôn. Đấy, đây cho các bác nào có hàng giả hàng nhái thì các bác nhìn qua nhá. Đây, tất cả tem mác dập thông số của nó đây. Nó có tem lốc đàng hoàng nên là bảo là giả nhái thì không thể giả được rồi, đúng không các bác? Mm-hmm.
móc thì cửa hàng chúng em đã căn chỉnh cũng dọn nổ tất cả ngon lành rồi các bác nhé. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Đây là đẹp các bác. Giá 3.200.000 cho một con hút mana 141 cây T1. Các bác nào mà ưng ý con này rồi thì liên hệ qua cho em, các bác bảo là chốt cho em cây T1 chẳng hạn là cả chúng em biết ngay là con hút mana 141 các bác nhá. Đấy, nên là các bác đã ưng ý con này rồi thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho cửa hàng chúng em. Dạ vâng, kế đến là con T2 các bác nhá. Một con hút mana 333. Con này thì nói chung là nhỏ nhẹ, cân nặng của nó thì có 3.7 kg thôi. Đấy là đầu máy không các bác nhá. Còn cả làm xích vào nữa thì nó tầm khoảng 4 kg, hơn 4 kg một tí xíu. Cho các bác nào mà đang cần tìm một chiếc máy cưa hút mana về dọn vườn đồ linh tinh hoặc là leo trèo trên cao để cắt tỉa cành các bác nhá. Đấy thì các bác nên lựa chọn những dòng sản phẩm như thế này. Nhưng mà con này thì cực kỳ VIP luôn các bác. Thì các em sẽ test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy luôn. Tiếng máy nổ thì cực kỳ và mở vòng tua luôn, máy móc thì cực kỳ rét các bác nhá. Hệ con này thì nó là đời cao. Đó. Máy móc quá là xuất sắc, công suất 35.2cc thôi nhưng mà vòng tua của con máy thì siêu VIP luôn các bác nhá. Cây này của nó thì lâu lâu mới có được một cây thôi. Và chúng em nhập về những hệ như thế này thì rất là khó các bác nhá. Nên là các bác là thấy video thấy ưng ý rồi thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em để đặt hàng. Ôi cả hàng chúng em xin phép giật test nổ luôn cho các bác nghe qua tiếng máy của con này các bác nhá. Đó. Máy móc siêu VIP và chất lượng luôn đúng không các bác? Mana 333 siêu VIP chất lượng về dọn vườn tỉa cành đồ linh tinh gì sử dụng chuyên nghiệp, hệ hu em nghĩ có lẽ là không còn xa lạ gì nữa rồi đúng không ạ? Siêu VIP và chất lượng luôn. Con này thì máy móc thì đảm bảo cho các bác là nguyên zin nguyên bản. Còn hệ này thì có lẽ là các bác nào mà đã sử dụng qua rồi thì biết siêu bền bỉ luôn. Em nghĩ là không có thể hãng nào mà có thể qua được những cái dòng như thế này nữa rồi. Rồi, kế đến là con T3 các bác nhá. T3 hút mana 136. Đây, tất cả thông số kỹ thuật của nó này các bác nhá. 36cc, cân nặng đầu máy không là 4.5kg. Đấy. Tình trạng máy móc cũng quá là VIP rồi. Cây lam của nó thì không phải chê điểm gì đấy các bác nhá. Mắt xích còn to bản nguyên. Xài xích chung 91 các bác. Bộ viết của nó này cực kỳ VIP luôn các bác nhá. Hôm nay nói chung là lô này thì 10 con đẹp như cả 10 thôi các bác ạ. Đây, tất cả sản xuất made in USA các bác nhá, tại Mỹ. Máy móc hút mana Sweden là của Thụy Điển. Thương hiệu thì của Thụy Điển các bác nhá, nhưng mà sản xuất tại Mỹ. Đấy. Và chúng ta xin phép test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy luôn. Giá của con này cửa hàng bán với giá là 3 triệu đồng các bác nhá. Và chúng em miễn phí ship và tặng kèm đồ nghề. Dạ rồi, cuối cùng trong video ngày hôm nay là một con hút mana 36 các bác nhá. T4 con này thì cửa hàng bán với giá là 2.8 triệu. Tại sao là giá rẻ hơn con 136 kia? Bởi vì con này thì cây lam của nó thì nó cũng không có xuất sắc bằng được cái con T3 các bác nhá. Nên là cửa hàng chúng em để giá rẻ luôn để đi hàng nhanh cho các bác nào mà không quan trọng về ngoại hình mấy đấy ạ. Thì sẽ lựa cho mình được một chiếc cây cưa giá rẻ các bác nhé. Còn công suất của nó thì nó vẫn giống con T3 thôi. Đây. Đó. Các bác nhìn rõ không nhỉ? Đó. 36cc, cân nặng đầu máy không là 4.5kg các bác nhé. Vẫn thế. Vẫn tích hợp hai ốc làm vặn trực tiếp bằng khóa 13.
mang thương hiệu của Husqvarna Sweden. Con này cũng sản xuất tại Mỹ các bác nhá. Made in USA các bác nhá. Husqvarna Sweden. Thông số kỹ thuật cũng có. Rồi cửa hàng chúng em xin phép test nổ con này cho bác nghe qua tiếng máy luôn. Chiếc máy cưa Husqvarna 36, công suất 36cc, giá 2.800.000. Tất cả máy móc vừa rồi thì cửa hàng chúng em đã quay video cũng như là test nổ từng con một rồi các bác nhá. Các bác theo dõi video của em, các bác đã ưng ý con nào rồi hãy tua đi tua lại, xem kỹ video, nghe tiếng nổ của cây máy kỹ càng. Đấy nên là các bác theo dõi ưng ý con nào rồi thì theo dõi xem đi xem lại, ưng ý rồi thì liên hệ qua cho em để đặt hàng. Cửa hàng chúng em thì có ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Và mấy con này thì đảm bảo cho các bác là linh kiện vẫn có trên thị trường để thay thế các bác nhá. Không phải là bảo là dòng đời mà đến nữa linh kiện sửa chữa không có đâu ạ. Linh kiện vẫn có nhiều các bác nhá. Từ lam xích này trên thị trường bán mới hết, cũng như là linh kiện bên trong cây máy trên thị trường vẫn còn có các bác nhá. Bởi vì hệ này thì không phải là hệ đời cổ các bác nhá. Nên là các bác hoàn toàn yên tâm khi đặt hàng của cửa hàng chúng em. Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau. Các bác thấy video hay và hữu ích thì bấm cho em một like và đăng ký kênh. Rồi cửa hàng chúng em xin chào các bác.